Sáng ngày 3 tháng 5, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối Bình Điền, bến xe khách quận 8 và khu cách ly tập trung ở quận 7. Tham dự cùng đoàn có bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Phó đoàn kiểm tra và đại diện các sở ngành. Tại chợ đầu mối Bình Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã thực tế kiểm tra tại các nhà lồng, nói chuyện cùng các tiểu thương và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho biết, công tác phòng chống dịch của chợ Bình Điền được thực hiện tốt, có giám sát thường xuyên. Tại bến xe quận 8, qua quan sát và trao đổi với lái xe, nhân viên phụ xe tuyến xe buýt số 25, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, mặc dù tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh ổn định, nhưng phụ xe cần nhắc nhở hành khách thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, sát khuẩn. Tại khu cách ly tập trung của thành phố ở quận 7, đại diện khu cách ly cho biết, từ ngày 25 tháng 4 đến nay đang thực hiện cách ly tập trung cho 2 trường hợp trên chuyến bay VJ3613. Tất cả đều nghiêm túc thực hiện cách ly và theo sự hướng dẫn của ngành y tế. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Về việc đảm bảo vaccine tiêm phòng dịch COVID-19, Thủ tướng giao Bộ Y tế rà soát toàn bộ số vaccine còn lại, thúc đẩy tiến độ tiêm hết số vaccine này nhanh nhất và công bố trên thông tin đại chúng để cho nhân dân biết và giám sát. Bộ Y tế bám sát kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Chính phủ về nhập khẩu, sản xuất và tiêm vaccine, cập nhật tình hình trong và ngoài nước để chỉ đạo xây dựng báo cáo và tờ trình ngắn gọn xin ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 5 cho một số chủ trương lớn, trong đó chuẩn bị cho tình huống có 30.000 ca nhiễm COVID-19 để Bộ Y tế có cơ sở thực hiện mua trang thiết bị dự trữ, phương án thúc đẩy nghiên cứu sản xuất, nhập khẩu và tổ chức tiêm vaccine. Ngày 3 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn. Gồm các lễ hội, ngoại trừ các lễ hội đặc biệt, phải có ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh thì mới được phép tổ chức, chợ đêm, một số dịch vụ, bar, karaoke, game. Thời gian thực hiện từ ngày 3 tháng 5 cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay ngày 3 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết trong 12 giờ qua cả nước không có thêm ca mắc COVID-19. Đáng chú ý liên quan ca bệnh COVID-19 là nhân viên quán bar karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc và đang cư trú ở tầng 10 chung cư Viễn Đông Star ở số 1 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Tối qua ngày 2 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra quy trình cách ly phòng dịch của chung cư Viễn Đông Star. Theo báo cáo của quận Hoàng Mai, chung cư này có tổng số 209 cư dân sinh sống ở đây, trong đó tầng 10 có 17 cư dân. Trung tâm CDC Hà Nội đã lấy xét nghiệm 17 cư dân ở tầng 10 và khi có kết quả xét nghiệm sẽ có phương án giải phóng tất cả những tầng còn lại. Trong khi đó, ông Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết cả 9 bác sĩ và nhân viên y tế trực tiếp tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 là nữ nhân viên quán Sunny, cư trú ở chung cư Viễn Đông Star, đến nay sức khỏe đều bình thường. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 9 bác sĩ và nhân viên y tế là âm tính lần 1, nhưng những người này tiếp tục được cách ly đủ 14 ngày và làm thêm các xét nghiệm. Ngày 3 tháng 5, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, đơn vị vừa tăng cường lực lượng, phương tiện cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhằm phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tăng cường lực lượng, phương tiện cho Bộ đội Biên phòng các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát các phương tiện, tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Tây Nam nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều 4 tàu cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhằm hỗ trợ cho biên phòng 3 tỉnh nói trên. Sáng ngày 3 tháng 5, ông Đặng Quốc Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Bình, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lúc 18:30 ngày 2 tháng 5, trên địa bàn xã này đã xảy ra một trận lốc xoáy mạnh kèm theo mưa kéo dài khoảng 20 phút, đã gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân địa phương. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 40 ngôi nhà dân bị tốc mái hư hỏng,
khoảng 150 hecta lúa xuân sắp thu hoạch bị đổ rạp. Ước tính thiệt hại tài sản ban đầu lên đến hàng tỷ đồng. Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Long, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 2 tháng 5 trên địa bàn xã này cũng xảy ra mưa, kèm theo trận lốc xoáy mạnh quét qua gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 58 hecta lúa xuân bị đổ rạp, khoảng 40 ngôi nhà ở của người dân cùng dàn che nắng, công trình phụ bị tốc mái và hư hỏng, hàng trăm cây gió tràm, keo tràm bị đổ gãy hàng loạt. Ước tính thiệt hại sơ bộ là 370 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Sáng ngày 3 tháng 5, lực lượng chức năng của quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn đang xác minh làm rõ vụ việc hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê chung cư Florence ở 28 phố Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để ở. Theo ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, qua rà soát và phát hiện có tới 46 người Trung Quốc ở trong chung cư trên. Tất cả người Trung Quốc trên đều nhập cảnh trái phép và đã thuê 9 căn hộ tại chung cư Florence để sinh sống. Ngay sau khi phát hiện ổ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên, lực lượng chức năng của quận Nam Từ Liêm đã tập trung truy xét, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đưa đi cách ly và lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định. Liên quan đến vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, Đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Thuận thông tin, ngày 10 tháng 1, bà Lê Thị Lại, sinh năm 1964, ngụ thôn Phú Sâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, là người làm chủ hụi, có biểu hiện huy động vốn rồi giật hụi bỏ trốn. Đến 8 giờ ngày 12 tháng 1, bà Lại đến cơ quan công an trình diện. Theo đó, khoảng tháng 10 năm 2020, do có rất nhiều dây hụi kết thúc, những người tham gia đồng loạt yêu cầu chồng hụi không đồng ý cho bà Lại vay hoặc tiếp tục tham gia choàng hụi, nên bà Lại mất khả năng thanh toán. Lúc này bà Lại đã làm chủ hụi và chồng hụi với 865 người. Trên cơ sở đơn tố cáo của những người tham gia, Công an tỉnh Bình Thuận xác định bà Lại có hành vi chiếm đoạt số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận vẫn đang tiếp tục làm rõ và chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Sáng ngày 3 tháng 5, thông tin từ Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã khi biết tin sinh viên này bị sóng biển cuốn trôi do đuối sức sau khi dũng cảm lao ra biển cứu 3 sinh viên nữ bị đuối nước. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Đại học Huế quan tâm hỗ trợ gia đình sinh viên có nghĩa cử cao đẹp quên mình của bạn này. Nguyễn Văn Nhã, sinh năm 1998, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là sinh viên năm tư, ngành công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế. Tối ngày 2 tháng 5, Hoa hậu Khánh Vân chính thức lên đường sang Mỹ tham gia cuộc thi Miss Universe lần thứ 69. Khánh Vân mặc bộ trang phục đặc biệt được chính người thân, bạn bè, khán giả và những người yêu quý vẽ trái tim, gửi gắm tình yêu thương, lời chúc cho cô. Khánh Vân cho biết mang theo 15 vali hành lý nhưng xin phép được giữ bí mật về số lượng trang phục mang theo. Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Kim Duyên, người đẹp Lê Hoàng Phương, người đẹp Vũ Thị Hòa Liên cũng đã có mặt để tiễn Hoa hậu Khánh Vân sang Mỹ. Trước khi vào khu vực làm thủ tục bay, Khánh Vân gửi lời chào đến khán giả và những người yêu thương cô. Cô gửi lời cảm ơn vì tất cả, đồng thời hứa hẹn sẽ cháy hết mình trong những ngày tới. Miss Universe lần thứ 69 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 5, theo giờ Mỹ. Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 2 tháng 5 thông báo giao tranh trong 24 giờ qua giữa lực lượng chính phủ với Taliban đã khiến hơn 100 phiến quân thiệt mạng. Đụng độ diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành rút quân khỏi Afghanistan. Các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Afghanistan và Taliban xảy ra tại một số tỉnh, trong đó có thành trì cũ của phiến quân ở Kandahar, nơi mà quân đội Mỹ vừa tiến hành vụ không kích chính xác hôm ngày 1 tháng 5 khi chính thức đánh dấu việc rút quân cuối cùng. Theo tướng Mark Miley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, quân đội và cảnh sát Afghanistan được trang bị khá tốt, được huấn luyện khá đầy đủ và được chỉ đạo khá tốt. Họ cũng có nhiều năm kinh nghiệm ứng phó với những tay súng nổi dậy, nhưng theo ông chưa hoàn toàn sẵn sàng đối đầu với Taliban nếu không có sự hậu thuẫn trực tiếp của quốc tế trong các vụ tấn công sắp tới của lực lượng phiến quân.